Chào, đây là Sami, từ Fauzi Học Viện. Trong video này, tôi sẽ nói về axit uric là gì. Axit uric là một hợp chất dị vòng carbon, nitơ, oxy và hydro. Axit uric là một hợp chất hóa học tạo ra khi cơ thể bị phá vỡ chất gọi là purin purin được tìm thấy trong gan cá cơm cá thu cá khô đậu và đậu hà lan và bia hầu hết các axit uric tan trong máu và đi đến thận từ đó nó đi ra ngoài qua nước tiểu nếu cơ thể của bạn sản xuất axit uric quá nhiều hoặc không loại bỏ đủ từ nó bạn có thể bị bệnh máu nghiệm phải thực hiện kiểm tra bao nhiêu axit uric bạn có trong máu của bạn, kiểm tra khác có thể được sử dụng để kiểm tra mức độ axit uric trong nước tiểu của bạn. Các phạm vi tham chiếu của axit uric thường là 3,4 to 7,2 mg/dL đối với nam giới và 2,4 đến 6,1 mg DL đối với phụ nữ, nồng độ axit uric trên và dưới giá trị bình thường được biết đến tương ứng như tăng axit uric máu và hyperuricemia, nguyên nhân của axit uric cao. Mọi người có thể có uric cao nồng độ axit vì lý do di truyền, chế độ ăn uống có thể là một yếu tố, purine, fructose con syrup và đường ăn có thể gây tăng nồng độ axit uric axit uric huyết thanh có thể được nâng lên do giảm bài tiết bởi thận ăn chay hoặc giảm cân nhanh chóng có thể tạm thời nâng cao mức uric axit vào một số loại thuốc chẳng hạn như thuốc lợi tiểu Mức độ bão hòa của axit uric trong máu có thể dẫn đến trong một hình thức của bệnh sỏi thận và có thể dẫn đến bệnh gao, tình trạng đau đớn này là kết quả của tinh thể kim như axit uric kết tủa trong khớp, mao mạch, da và các mô khác. Hy vọng thông tin này là hữu ích. Cảm ơn bạn đã ngắm Phao Di học viện. Xin vui lòng theo dõi Chia sẻ video này yêu thích như thế và ghé thăm chúng tôi website FAWZIACADEMY.COM